Kính thưa các chị em, đã là phụ nữ, đã là mẹ thì hầu như ai cũng nghe qua đến các cái dòng bột dinh dưỡng từ các hạt ngũ cốc như là mắc ca, óc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt sen, vân vân. Và cái bột dinh dưỡng đấy thì từ xưa đến nay chúng ta đã biết rất là nhiều rồi, cung cấp dinh dưỡng cho cả nhà, có thể là lợi sữa cho mẹ này, tốt cho mẹ bầu này, tốt cho người già trong việc hỗ trợ các bệnh về tim mạch này, xương khớp này, hoặc là mất ăn mất ngủ vân vân. Hoặc là những chị em nào mà có trẻ con ấy, nhà mình biếng ăn, lười ăn, ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì chúng ta đã từng biết đến cái bột dinh dưỡng đấy rồi. Tuy nhiên chúng ta rất là bất tiện trong cái việc là pha chế này, rồi lỉnh kỉnh trong việc là pha, nào là pha sữa, nào là pha đường vân vân. Thì Thảo Mộc 37 cho ra cái loại kẹo óc chó 50% từ hạt óc chó và có chứa cả sô cô la để chúng ta sáng mắt này, thông minh này. Óc chó thì chúng ta đã biết rồi, nó rất là tốt cho việc là cung cấp các cái hạt, các cái nguồn dinh dưỡng, ví dụ như là giúp chúng ta bổ sung canxi, phát triển về chiều cao, về cân nặng, về trí não, hoặc là nó là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho những em bé nào mà biếng ăn. Thì khi mà dùng cái kẹo ngũ cốc óc chó này thì em bé sẽ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Hoặc là những chị em nào mà chúng ta đang mang bầu chẳng hạn, chúng ta không thích là tăng cân vào mẹ nhưng mà muốn em bé vẫn phát triển trong bụng, thì dùng cái kẹo óc chó này thay cho sữa bầu, vừa là mẹ không bị lên cân mà em bé vẫn phát triển về cân nặng, về trí não ở trong bụng của các mẹ. Còn ngoài ra thì những mẹ nào mà chúng ta sau sinh sữa ít, sữa không có đặc, sữa loãng ấy, thì dùng kẹo óc chó này nó sẽ giúp chúng ta là đặc sữa hơn, sữa nhiều hơn và cung cấp dinh dưỡng từ sữa mẹ hơn, và mẹ thì không lên cân, không cần phải quá bồi bổ những cái chất như là chân giò, chân chó, chân lợn vân vân, mà vẫn có thể là có nhiều sữa, có nhiều chất dinh dưỡng cho em bé mà mẹ vẫn không bị lên cân. Ngoài ra thì đây cũng là một cái dòng sản phẩm cao cấp, có thể là cung cấp dinh dưỡng cho cả gia đình chúng ta trong dịp Tết này. Nhiều mẹ thì cho con ăn bánh kẹo này, bim bim, nó rất là không tốt cho sức khỏe, nhưng đối với cái kẹo ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này tạo thành những cái viên kẹo rất là dễ ăn, em bé nào cũng rất là thích ăn. Một ngày có thể chúng ta cho em bé ăn từ 8 đến 10 viên kẹo như thế này thôi, đó là cung cấp dinh dưỡng cho em bé này, mắt sáng hơn, bởi vì trẻ con bây giờ tiếp xúc với điện thoại này, rồi học hành nhiều này, kể cả chúng ta cũng vậy, chúng ta sử dụng điện thoại di động rất là nhiều thì mắt mờ, thì chúng ta dùng cái kẹo óc chó này nó sẽ làm cho mắt chúng ta sáng hơn này, đỡ nhức mỏi mắt hơn. Còn người già thì hỗ trợ trong việc tim mạch này, huyết áp này, ngoài ra thì làm cho chúng ta đỡ cái việc tê bì chân tay, rồi nhức mỏi xương khớp nữa. Và cái kẹo ngũ cốc óc chó này thì của thương hiệu Thảo Mộc 37, nó được Bộ Y tế cấp phép rồi, cho nên là mọi người yên tâm. Nói đến thương hiệu Thảo Mộc 37 thì mọi người ai ai hầu như là cũng đã biết đến rồi. Nó được lên TV, lên truyền hình, cũng như là rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sử dụng cái sản phẩm kẹo óc chó này. Cũng như là nó khác biệt trên thị trường bởi vì cái hạt óc chó nó chiếm đến 50%. Khi mà sử dụng hạt óc chó thì khá là đắt đỏ. Và ngoài ra có những cái hạt dinh dưỡng như là hạnh nhân, mắc ca, hạt điều, hạt sen vân vân, hạt mè đen, hay là những cái hạt dinh dưỡng khác nữa. Và ngoài ra trong cái kẹo óc chó này còn có sô-cô-la, ăn rất là dễ, trẻ nhỏ cực kỳ là kích thích luôn. Mẹ bầu, mẹ sau sinh dùng được, hoặc là trẻ biếng ăn dùng được. Và những ai mà chúng ta có em bé thì chúng ta nên sở hữu cái sản phẩm kẹo óc chó này trong những cái dịp Tết hoặc là những dịp bình thường có điều kiện, thì cho con ăn cái sản phẩm kẹo óc chó này cũng rất là tốt. Tốt cho mắt, tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho hệ miễn dịch, tốt cho não, rồi là tăng chiều cao, canxi vân vân. Nó là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là cao cấp. Một hộp như thế này là 300 gram, được khoảng 350 viên kẹo ở trong đây, và có giá niêm yết là 285.000 một hộp. Khi mà chúng ta mua hai hộp giá chỉ còn có 500.000 đồng thôi và miễn phí ship. Đặc biệt những mẹ nào chúng ta mua ba hộp giá chỉ còn 750 và còn được tặng một hộp nữa, tổng chúng ta sẽ có 4 hộp kẹo ngũ cốc óc chó mà giá là 750.000 đồng và miễn phí ship. Đây cũng là món quà Tết vô cùng đặc biệt, chúng ta có thể là mua về chúng ta biếu nào là ông bà, bố mẹ, người thân, đối tác, hoặc là con của chúng ta, hoặc là chính cho sức khỏe của chúng ta nữa. Mọi người mua hàng thì mọi người cứ để lại số điện thoại để được tư vấn nhé. Xin chào.